Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cho con gái du học Mỹ, Huệ Vương hô hào chống tham nhũng chính sách. Vào cuối tháng 5 năm 2022, Vương Hà My, con gái của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chụp hình chung với mẹ trong ngày lễ tốt nghiệp cử nhân ở Oberlin thuộc tiểu bang Ohio, Mỹ. Tấm ảnh này sau đó bị phát tán trên mạng với tốc độ ánh sáng, bởi ông Chủ tịch Quốc hội lương chỉ có 18 triệu đồng mỗi tháng, thì ông lấy tiền đâu cho con gái ăn học tại Mỹ với chi phí lên tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. 10 năm ông làm không ăn mới có thể nuôi con ông được có một năm. Ông Vương Đình Huệ dùng lương chết đói nuôi con gái Vương Hà My du học tại Mỹ. Được biết, chi phí tiền học ở trường này cao bậc cử nhân dao động từ 58.000 cho đến 60.000 đô la Mỹ mỗi năm, chưa kể tiền mua sách vở, ăn uống, di chuyển, nhà ở, nó không dưới 40.000 đô la mỗi năm thêm nữa. Vị chi một năm học của con ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tốn kém khoảng 100.000 đô la. Đây là minh chứng cho cách tiêu tiền của các quan chức Đảng Cộng sản. Nếu không tham nhũng thì tiền đâu ra để ông Huệ có nhiều đến như vậy. Có nhiều loại tham nhũng như vòi vĩnh tiền từ công quỹ hoặc từ các doanh nghiệp. Đây được xem là cách tham nhũng ăn ít, dễ bị lộ. Cao hơn là vòi vĩnh tham nhũng chính sách. Cách này ăn nhiều mà lại khó bị lộ. Còn đỉnh nhất là tham nhũng quyền lực. Cách tham nhũng này đôi khi người dân không nhận thấy mà còn tung hô kẻ tham nhũng là đấng minh quân. Ở tầm ông Vương Đình Huệ thì không đời nào ông lại vòi vĩnh những đồng bạc cắt mà ông hoàn toàn có thể ban chính sách hoặc tác động vào những người làm chính sách để có lợi cho doanh nghiệp. Ông Vương Đình Huệ được xem là con người khéo léo nhất trong tứ trụ hiện nay, cho nên trong cuộc chiến cung đình, ông Huệ đang là người ngoài cuộc. Ông Huệ đứng nhìn ông Tổng Bí Thư nỗ lực hạ ông Thủ tướng và từ đó hưởng lợi. Cho con gái du học Mỹ chứng tỏ ông Huệ không kiếm tiền từ lương, mà kiếm tiền từ lương thì chỉ có thể là từ các cách tham nhũng. Nhận đồng lương chết đói nhưng gia đình thì lại giàu có, còn cái du học hàng trăm ngàn đô la mỗi năm thì đấy là cái gì nếu không gọi là tham nhũng. Không phải chỉ những người bị phanh phui, bị truy tố và bị bỏ tù mới là kẻ tham nhũng. Kẻ tham nhũng có thể chính là những kẻ đang suốt ngày rao giảng đạo lý, rao giảng về những lời hay, ý đẹp. Ông Vương Đình Huệ hô hào chống tham nhũng chính sách. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, ông Vương Đình Huệ nói về việc phải tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng chính sách. Có người thì nói đùa rằng ông Huệ là người từng tham nhũng chính sách nên ông mới thấy được tầm quan trọng của việc chống tham nhũng chính sách. Không biết ông Huệ có tham nhũng chính sách hay không, nhưng việc ông có rất nhiều tiền để cho con cái du học Mỹ tốn kém thì ắt ông phải dính vào một hoặc hai loại tham nhũng kể trên. Ông Huệ từng kinh qua chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và giờ là Chủ tịch Quốc hội. Với những cương vị ấy thì không biết ông đã ra bao nhiêu chính sách đây. Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng, đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, lập tổ công tác làm việc với Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án của Novaland để tháo gỡ khó khăn của công ty này. Tham nhũng, chính sách là phần không thể thiếu trong nhóm lợi ích của Đảng. Novaland và các doanh nghiệp bất động sản khác đã thao túng thị trường, đẩy giá bất động sản lên cao kiếm lời, làm cho thị trường bất động sản phát triển méo mó, đẩy giá nhà vượt quá xa tầm với của người dân. Khi họ gây sốt nhà đất và giàu lên, họ đâu có chia cho người dân đồng nào. Nhưng giờ đây, khi Novaland gặp khủng hoảng, thì chính phủ lại ra tay giúp họ. Đấy không phải là tham nhũng, chính sách thì là gì? Chế độ này miệng thì nói là vì dân, nhưng trước hết họ vì Đảng và kế đến là họ vì những sân sau của mình. Tham nhũng chính sách là phần không thể thiếu trong nhóm lợi ích, vì thế mà không thể triệt được loại tham nhũng này. Triệt gì quan chức lấy tiền đâu cho con đi du học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin cho con gái du học Mỹ, Huệ Vương hô hào chống tham nhũng chính sách. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công bằng kiểu Cộng sản, nếu dân sai thì vào nhà đá, nếu tôi sai, tôi lại cù nhảy. Vào năm 2017, nói về tranh chấp đất đai của người dân tại Đồng Tâm, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó đã nói trước báo chí rằng nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi, nếu dân sai, dân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy thì không biết công bằng ở đâu, pháp quyền ở đâu đây? Thực ra nói về pháp quyền với nhà cầm quyền Đảng Cộng sản chỉ là đàn gảy tai trâu. Bởi một khi kẻ nắm quyền bính trong tay không muốn thượng tôn pháp luật thì chẳng ai làm gì được họ. Và tư tưởng này đã ăn sâu vào nếp nghĩ của các quan chức Đảng Cộng sản. Từ tư tưởng này mới sinh ra hành động cửa quyền, hách dịch, xem dân như cỏ rác. Công bằng kiểu Đảng Cộng sản. Sau câu nói đấy của ông Mai Tiến Dũng thì đầu năm 2020, ông Tô Lâm cho 3.000 cảnh sát cơ động với súng ống, khiên, lựu đạn hơi cay, lựu đạn thật, canh lúc nửa đêm, tấn công vào thôn Hoành để giết chết người dân bị mất đất. Ngày đó, lính ông Tô Lâm đã đến tận giường giết chết cụ già hơn 80 tuổi với hàng chục năm tuổi đảng. Hành động này chính là tội ác của công an Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, trên báo chí thì chính quyền lại buộc tội những người này tay không tấc sắt ấy là khủng bố. Trong khi đó, về luật thì lực lượng cảnh sát không được cưỡng chế vào khung giờ như vậy. Đấy là cái lý của kẻ mạnh, kẻ dám đạp lên luật pháp để rồi chụp mũ người bị tấn công là phạm tội. Ở đây, lời nói của ông Mai Tiến Dũng và hành động của ông Tô Lâm đối với vụ Đồng Tâm là giống nhau về bản chất. Đó là chính quyền luôn đúng. Bất kỳ ai, dù làm bất kỳ điều gì có đúng, nhưng nếu trái với yêu cầu của chính quyền thì đều bị coi là có tội. Do đó, lực lượng công an mới bị người dân gán cho cái nhãn là luật là tao, tao là luật. Lại thêm một thứ công bằng kiểu Đảng Cộng sản khác. Trong vụ tấn công của thôn Hoành cách đây 3 năm, cái sai của chính quyền là cưỡng chế sai địa điểm, sai thời gian. Vậy mà phía bộ công an có nói một lời nào xin lỗi người dân đâu. Cho nên, cho dù chính quyền có sai đi chăng nữa, thì rất khó để họ xin lỗi dân như lời ông Mai Tiến Dũng. Vẫn là tư duy của chính quyền luôn đúng và mọi phản ứng lại chính quyền, cho dù hợp pháp thì cũng biến thành sai trái mà thôi. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, tờ báo Tuổi Trẻ có bài viết thua kiện nhiều án hành chính, chính quyền cù nhầy thi hành án. Bài báo này cho biết vào tháng 10 năm 2022, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo có nhiều địa phương có số lượng án chưa được thi hành, còn tồn đọng rất lớn như Hà Nội, Đắk Lắk, Kiên Giang. Cụ thể, bài báo này cho hay Hà Nội tồn đọng đến 35 trên tổng số 42 bản án, chiếm 83,3%, Kiên Giang 33 trên 44 bản án, chiếm 75%, Đắk Lắk 35 trên 62 bản án, chiếm 56,5%. Đây là những hành động cố ý bởi họ tự cho rằng chính quyền không có trách nhiệm phải thi hành án, cho dù chính quyền đã sai. Thực ra, nếu đào sâu vào những bản chất đấy, thì sẽ moi ra lãnh đạo nào đã quyết định sai. Nếu moi móc đến tận ngóc ngách thì e rằng quan chức từ trên xuống dưới sẽ chết chùm. Đó là lý do khi chính quyền bị phán quyết là sai thì họ sẽ cù nhầy như vậy, đun đẩy, đổ lỗi cù nhầy là bản chất cho lãnh đạo từ trung ương đến địa phương của xứ này. Từ người cao nhất trở xuống đều một khuôn suy nghĩ là đảng thì luôn đúng mà dân thì luôn sai. Sống trong một gia đình mà người con làm trái bố mẹ đều bị đánh đập và trừng phạt, trong khi đó người lớn làm sai thì phủi trách nhiệm. Làm con cái trong gia đình như vậy thì rất bị ức chế và ngột ngạt. Vậy thì làm công dân cho một đất nước mà ở đó có loại nhà nước bị Đảng Cộng sản lãnh đạo như Việt Nam thì cũng y hệt như thế. Rất oan ức, rất ngột ngạt. Tất nhiên ở đất nước này sản sinh ra dân oan nhiều không nơi nào bằng. Và điều đáng nói là người dân sống dưới một chính quyền như vậy thì xảy ra án oan rất nhiều. Như vụ án Hồ Duy Hải là một ví dụ, cơ quan điều tra mua vật chứng ngoài chợ về để ép tội người dân, buộc dân là có tội, cấm cãi. Nếu dám chống lại, nhẹ thì ăn rồi cùi, nặng thì vào nhà đá.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Công bằng kiểu Cộng sản, nếu dân sai, dân vào nhà đá, nếu tàu sai, tàu cổ nhảy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de